Chúng ta đều biết, râu đen là dân chơi Jack Quỷ, một chuyên gia về những món quà từ biển và là thợ săn Jack Quỷ lành nghề. Cứ ở đâu có Jack Quỷ mạnh là ở đó sẽ có mặt hắn xuất hiện và đánh cắp Jack Quỷ của người khác về làm của riêng. Nhưng mà không phải tất cả các Jack Quỷ nào râu đen cũng thích thú, và đặc biệt là có những Jack Quỷ còn khiến hắn phải sợ chết khiếp vì sức mạnh của nó luôn đấy nhé. Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những Jack Quỷ có thể khiến râu đen phải khiếp sợ. Trái đồ cư hẳn là một sức mạnh đã từng khiến cho râu đen phải bém về chào ông bà, và cũng là thứ sẽ khiến cho râu đen ám ảnh tới già và lo sợ về sức mạnh của nó rồi đúng không? Về cơ bản thì sức mạnh của trái đồ cư là khỏi phải bàn, khi lượng độc cực mạnh mà người sử dụng có thể tiết ra để hạ gục đối phương chỉ bằng cách tiếp xúc một ít với nó. Đến cả đất đá cứng cáp mà còn bị độc của trái đồ cư hủy hoại thì đừng nói tới da người hay bất kỳ thứ gì khác. Và thậm chí là trên phim, chúng ta đã từng thấy rằng trong một cuộc đối đầu giữa râu đen cùng cai ngục Magellan, hắn đã hoàn toàn không thể làm được gì trước sức mạnh đến từ độc dược mà Magellan dùng để tấn công. Và vì thế nên, mặc dù sở hữu sức mạnh hấp thụ trái quỷ của người khác, nhưng râu đen hoàn toàn bất lực trước Magellan và cuối cùng là bị ông hành cho mém chết vì phải dính độc và cần phải có Sirio đưa thuốc giải cho, chứ không là số của râu đen cũng đã hẹo ngay sau đó. Bởi lẽ, vì với khả năng của trái đồ cư nên bản thân Magellan luôn luôn bao bọc cơ thể ông trong một lớp cực độc. Và vì như thế nên, râu đen nếu muốn chạm vào cơ thể Magellan thì phải vượt qua được lớp cực độc đó mới có thể chạm vào được ông. Nhưng vì nó là một lớp cực độc nên là để có thể chạm vào được người Magellan thì hắn cũng hẹo mất tiêu rồi. Cũng có cách khác là râu đen chỉ cần hút hết độc bao bọc xung quanh Magellan là được. Nhưng chúng ta đều biết rằng râu đen chịu đam nhiều hơn người bình thường, nên dù hắn có hút hết chất độc của Magellan vào bóng tối thì hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng phần nào đó bởi độc dược mà Magellan đã tiết ra mà thôi. Vậy nên có thể nói rằng đây chính là một trong những thứ sức mạnh trái quỷ mà râu đen phải cảm thấy sợ hãi nhất rồi đúng không? Trái Pika. Có thể nói rằng trái quỷ của râu đen là trái Logia duy nhất không thể biến người khác trở thành một nguyên tố như là những trái Logia khác, hoặc cũng có thể là chúng ta chưa được thấy hắn thể hiện điều đó. Nhưng có một điều khá chắc chắn là râu đen sẽ cần phải thi triển bóng tối để đón lấy đòn tấn công của kẻ địch và hấp thụ nó. Vậy nên, điều đó có nghĩa là những đòn tấn công nhanh hơn tốc độ phản ứng của hắn đều có thể khiến cho tên này bị ảnh hưởng. Dùng từ đánh lén cũng được, vì chúng ta có thể thấy râu đen phản ứng như thế nào khi Ace chưởng quả cầu lửa vào hắn. Mặc dù sức mạnh của Yami là Logia, nhưng vẫn ăn hành như bình thường. Vậy nên, mấu chốt nằm ở chỗ, chỉ cần râu đen không phản ứng kịp thời và hút lấy sức mạnh của mục tiêu vào bóng tối, thì hắn chắc chắn 100% là sẽ bị dính đòn. Và vì thế, một sức mạnh thiên về tốc độ như trái Pika chắc chắn là một sự lựa chọn rất tuyệt vời cho việc tấn công râu đen. Và với cái thân ù lì béo ú của mình, râu đen rõ ràng là không thể nào phản ứng một cách nhanh chóng khi đối đầu với sức mạnh có tốc độ ánh sáng như thế. Mặc dù bản thân Kizaru cũng không thể nào bắt kịp được tốc độ ánh sáng của trái Logia, nên ông cũng không thể di chuyển nhanh như thế được. Và Kizaru cũng cần nhiều thời gian để vận sức trước khi làm một pha tấn công nào đó. Nhưng một khi đã ra đòn rồi thì đòn tấn công đó sẽ có tốc độ cực kỳ nhanh, và mình nghĩ rằng râu đen sẽ không nhanh tới mức có thể triệu hồi ra bóng tối kịp và hấp thụ nó vào bên trong hắn. Vậy nên có thể thấy rằng sức mạnh của trái Pika thực sự là một thứ sức mạnh đáng để râu đen phải dè chừng đấy nhỉ. Trái Nikyu. Để mà nói thì sức mạnh của Kuma đúng là một thứ gì đó rất thú vị và đặc biệt, và hoàn toàn trái ngược với sức mạnh từ trái Yami của râu đen. Bởi khác với việc hút lấy sức mạnh của cái khác vào bóng tối như trái Yami, thì trái Nikyu lại đẩy và hất văng chúng ra bên ngoài, trả về ngược lại cho đối thủ. Thực ra thì trái Yami cũng có thể phát tán năng lực của kẻ địch ra ngoài, nhưng hút vào xong rồi ọe ra. Còn với trái Nikyu thì là nó đánh bật thẳng sức mạnh ra bên ngoài, chứ không như cách trái Yami làm. Và cũng chính vì điểm mạnh của trái Nikyu khi mà râu đen phải đối đầu, trong những lần chiến đấu của Kuma, chúng ta đều thấy rằng ông có một phong cách chiến đấu khá là thụ động khi chẳng bao giờ phải di chuyển quá nhiều trong một trận chiến. Kuma chỉ đơn giản là đứng yên và đánh bật mọi đòn tấn công của kẻ địch ra chỗ khác bằng miếng thịt đệm trên tay của mình một cách dễ như chơi, khiến cho đối thủ phải khóc thét lên vì bất lực thì cũng mau chóng chán chường vì mãi chẳng gây được một tí sát thương nào cho ông cả. Và đối với râu đen, một kẻ luôn cần phải tới gần và áp sát mục tiêu để tấn công và hấp thụ sức mạnh của họ, thì trái Nikyu thực sự là một sức mạnh cực kỳ khó chịu, và phải nói là siêu cấp khó chịu, vì hắn sẽ chẳng thể làm được bất kỳ điều gì khi đối đầu với một Kuma luôn trong tư thế sẵn sàng cho hắn một vé đi chơi xa cả. Rõ ràng là ông chẳng cần phải đối đầu với hắn làm gì cả, chỉ cần râu đen tới gần rồi đánh bật hắn ra là mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay và luôn.
và vì thế cho nên có thể thấy rằng sức mạnh này rất hữu dụng trong việc bảo vệ những mục tiêu của râu đen khỏi con mắt thèm khát của hắn, vì chỉ cần tới gần là sẽ bị đánh cho bay mút chỉ ra xa, nên không cần phải bàn cãi về độ khó chịu của râu đen nếu như hắn phải đối đầu với sức mạnh này của Kuma rồi đúng không? Trái OP. Để mà nói thì trong trận chiến hiện tại với Law là đủ cho người xem có thể thấy rằng râu đen hoàn toàn có đủ cơ sở để có thể e ngại về sức mạnh này của anh chàng rồi đúng không? Bởi lẽ mặc dù sở hữu trong người hai trái ác quỷ mạnh nhất thế giới, nhưng râu đen trông khá là thảm khi phải đối đầu với bác sĩ tử thần cùng với trái ác quỷ trị giá 5 tỷ berry đấy nhỉ. Vì để mà nói thì sức mạnh của Law thực sự là rất đáng sợ. Bởi lẽ trái OP, đến cả Big Mom còn dè chừng thì đừng nói gì đến râu đen. Và như đã thấy thì có vẻ như râu đen cần phải cố gắng hơn nữa thì mới có thể hấp thụ được sức mạnh của Law và vô hiệu hóa nó bằng năng lực của trái da mì của hắn. Mặc dù nghe có vẻ đơn giản, nhưng có thể thấy là ở nửa đầu trận chiến, râu đen đã hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của Law đến từ trái OP. Và chúng ta đều có thể thấy được sự đau đớn của râu đen khi Law đâm xuyên thanh kiếm của mình vào người hắn và ra đòn. Mặc dù râu đen vẫn không làm sao cả và còn sức để có thể tiếp tục chiến tiếp, nhưng phải thừa nhận rằng nếu ăn thêm vài đòn giống như thế nữa vào người thì chắc chắn là One Piece lại có thêm một màn thay thế tứ hoàng nữa rồi đấy đúng không? Và vì như thế nên trận chiến này đối với râu đen mà nói thì hắn sẽ cần phải cẩn thận để không bị bác sĩ tử thần đâm trúng thêm một nhát nào vào người nữa đâu, chứ nếu không thì việc phục kích này của hắn coi như là công cốc rồi. Trái UC. Có thể nói rằng trên thế giới có rất nhiều luật, nhưng bất kỳ ai cũng đều phải tuân theo luật hấp dẫn, và vì thế nên là ai cũng đều phải đi trên mặt đất chứ chẳng thể nào mà bay lơ lửng trên không được. Và chính vì lý do đó mà trái UC của Fujitora thực sự là cơn ác mộng rất đáng sợ đối với râu đen, bởi lẽ không có thứ gì có thể cản được trọng lực, và một khi đã bị trọng lực kéo cơ thể xuống thì có mơ cũng không ngóc đầu lên nổi được. Và bởi vì thế nên có thể thấy rằng Fujitora chỉ cần đè bẹp râu đen cùng đồng bọn của hắn bằng sức mạnh trọng lực của trái UC đã khiến cho hắn không thể di chuyển được, là chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng game là dễ rồi chứ còn gì nữa. Trái Mero. Không phải tự nhiên mà râu đen lại tìm đến Boa Hancock và cố gắng bắt giữ cô nàng để cướp lấy sức mạnh của Boa. Và cứ nhìn thì cũng đủ rõ, mặc dù là hai tư lệnh của hắn đang bị hóa thành đá, nhưng có vẻ như hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội của mình khi có thể giải quyết Boa ngay và luôn. Có thể nói rằng, râu đen sẵn sàng hy sinh hai tư lệnh mạnh nhất của hắn chỉ để đổi lấy cái chết của Boa. Và tại sao mà hắn lại làm như vậy? Chỉ có một lý do duy nhất cho hành động này, đó chính là râu đen e sợ sức mạnh của Boa Hancock, mà nói đúng hơn là sắc đẹp của cô nàng. Cơ bản thì bản thân trái Mero vẫn là một sức mạnh mà râu đen cần phải dè chừng, vì hiện tại nó đang nằm trong tay đúng người đúng thời điểm. Một người có thể tận dụng hết công năng của nó trong việc chiến đấu và khiến kẻ khác phải sợ hãi. Và chúng ta có thể thấy điều đó rõ ràng trong mắt râu đen khi hắn đối đầu với Boa Hancock, thậm chí là còn không dám buông tay khỏi cổ Boa và liên tục hút lấy sức mạnh của cô, chỉ vì hắn không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo bị hóa thành đá nữa cơ mà. Và ngay cả râu đen cũng thừa nhận rằng bản thân hắn e sợ sức mạnh của Boa, nên từ điểm này có thể thấy rằng việc râu đen ba chân bốn cẳng chạy đến nơi ở của Boa và đạt lấy sức mạnh của trái Mero đã cho người xem chúng ta thấy rằng hắn sợ hãi năng lực này tới mức nào rồi nhỉ? Trái Gura. Thật may mắn cho râu đen là hiện tại hắn đã sở hữu cho bản thân sức mạnh của trái Gura hùng mạnh của người đàn ông mạnh nhất thế giới. Bởi nếu không thì sức mạnh chấn động của trái ác quỷ này thực sự là thứ có thể khiến cho râu đen phải hoảng hốt và sợ hãi khi đối mặt với nó đấy đúng không? Chúng ta đều biết rằng sức khỏe và thể lực của râu trắng đã không mấy được cao lắm trong trận chiến tại Marineford. Nhưng dù vậy thì ông vẫn là một hải tặc đáng gờm với sức mạnh của mình. Và điều đó đã được minh chứng trong màn solo sức mạnh cuối cùng của râu trắng và râu đen, khi một bên là chấn động, còn một bên là bóng tối. Có thể thấy rằng, mặc dù vừa chiến một trận khá là căng trước đó và bản thân cũng đang bị thương rất nặng, nhưng sát thương và sức mạnh của trái Gura gây ra cho râu đen là rất lớn. Thậm chí là lớn tới mức trái da mì của hắn không có cơ hội nào để chống chọi lại với sức mạnh siêu to khổng lồ kia. Mặc dù cho nó có cơ chế hút cạn sức mạnh của trái ác quỷ khác, nhưng rõ ràng là trái Gura đã minh chứng được lý do vì sao mà nó lại là trái ác quỷ mạnh nhất của hệ Paramecia rồi. Và cũng vì màn ăn hành đau đớn này mà ngay sau đó râu đen đã dính đòn khá nặng, nên hắn đã ra lệnh cho các tay sai nã súng liên hồi vào mặt râu trắng.
và gây ra cái chết oai hùng cho người đàn ông mạnh nhất thế giới. Để rồi sau đó, khi râu trắng đã lìa khỏi trần gian, râu đen đã liền lập tức chớp lấy cơ hội này và đánh cắp sức mạnh từ ông, để rồi trở thành chủ sở hữu tiếp theo của trái Gura hùng mạnh. Một phần là vì sức mạnh này rất là đáng để lấy, một phần khác là vì nếu không thấy thì một ngày nào đó sẽ có kẻ sử dụng sức mạnh này và gây trở ngại cho râu đen. Đến khi đó thì hắn lại sẽ phải nài lưng ra để mà đánh bại sức mạnh của ông già mình một lần nữa mà thôi. Trái Goro. Để mà nói thì nếu như trái Pika có khả năng gây ám ảnh cho râu đen vì tốc độ mà nó mang lại cho người sử dụng khiến cho râu đen không thể nào bắt kịp được, thì hẳn là chúng ta phải nhắc đến trái Goro của Ino rồi đúng không? Vì để mà nói thì với sức mạnh của sấm sét, Ino hoàn toàn có thể di chuyển nhanh như trái Pika của Kizaru và khiến cho ông không kịp trở tay vì tốc độ chớp nhoáng của nó. Ngoài ra chúng ta cũng được biết rằng trái Goro được xem như là trái ác quỷ bất khả chiến bại trong One Piece. Đến đây thì có thể thấy rằng năng lực này thực sự là một năng lực đặc biệt để có thể khiến râu đen phải thèm khát và tìm cách sở hữu nó rồi đấy nhỉ. Chỉ có điều là hiện tại Ino đang bận cai trị vương quốc của hắn trên mặt trăng nên không ở trái đất mà thôi. Vậy nên thật đáng tiếc cho râu đen là ngoại trừ khi Ino xuống hạ giới để làm gì đó cho râu đen thì sẽ không bao giờ có cửa được đối đầu với thứ sức mạnh từ trái Goro nữa đâu.